dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đội ngũ y tế Hàn Quốc kiệt sức. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí và tiếp tục đồng hành với chúng tôi cập nhật các thông tin về dịch Covid-19. Số ca nhiễm virus corona chủng mới Covid-19 tăng mạnh khiến các bệnh viện ở tâm dịch tại Hàn Quốc rơi vào tình trạng quá tải, đội ngũ nhân viên y tế kiệt sức. Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC chiều nay cho biết nước này ghi nhận thêm 123 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.335 ca. Hàn Quốc đến nay đã có 22 ca tử vong vì Covid-19. Sự gia tăng nhanh chóng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong gần 2 tuần trở lại đây ở Hàn Quốc đã gây ra sức ép lớn cho các bệnh viện ở tâm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang, kéo theo tình trạng mệt mỏi, kiệt sức cho đội ngũ y tế ở đây. Theo Yonhap, Trung tâm Y tế Pohang gần tâm dịch cho biết 16 trong số 100 y tá ở đây đã xin nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau sau thời gian làm việc quá tải. Trung tâm này cho biết, trong khi đó một số y tá đã không thể ghé thăm nhà suốt hơn 10 ngày qua khi nhân viên tại các cơ sở y tế được chỉ định điều trị bệnh nhân Covid-19 được yêu cầu phải túc trực cho đến khi tình hình cải thiện. Một quan chức y tế địa phương cho hay một số y tá không thể nhờ được ai chăm sóc con cái nên không có lựa chọn nào khác, buộc phải nghỉ việc. Trung tâm Y tế Pohang đã được điều động 15 y tá thay thế vì chính quyền thành phố cũng cam kết điều thêm 10 nhân viên khác hỗ trợ. Tuy nhiên, vấn đề thiếu nhân lực được cho là sẽ còn tiếp diễn. Tại Trung tâm Y tế Đông Sang, Đại học Kim Jung ở tâm dịch Daegu cũng gặp tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Bác sĩ và y tá ở đây đều phải làm việc quá tải. Bệnh viện cần phải điều động thêm y tá do đang có kế hoạch tăng số giường bệnh từ 240 lên 300 để có thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Đại diện của bệnh viện cho hay, quân đội huy động mọi nguồn lực hỗ trợ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay tuyên bố sẽ huy động nhiều nhất bác sĩ, quân y và nhân lực khác để hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, có 327 bác sĩ và y tá quân y và hơn 1.000 quân nhân được huy động để hỗ trợ chiến dịch. Bộ này cho biết sẽ có thêm khoảng 600 quân nhân được điều tới hỗ trợ các chính quyền địa phương ứng phó dịch, tập trung vào Daegu và Bắc Gyeongsang. Chúng tôi chuẩn bị huy động tối đa các nguồn lực quân đội, miễn là việc huy động không dẫn tới tình trạng thiếu hụt về mặt y tế trong quân đội. Lee Nam-gu, người đứng đầu văn phòng phúc lợi quân nhân của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, để giải quyết vấn đề cấp bách về nhân lực của các bệnh viện và trung tâm y tế, giới chức Hàn Quốc đã lên kế hoạch điều thêm nhiều y, bác sĩ, thuộc hệ thống y tế công cộng cũng như các nhân viên y tế đã qua đào tạo khác tới Daegu và Bắc Gyeongsang. Mặt khác, cũng để giải quyết vấn đề nhân lực và thiếu hụt trang thiết bị như giường bệnh cho các bệnh viện, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly tại các trung tâm điều trị do chính phủ lập ra và chỉ được chuyển đến bệnh viện khi bệnh chuyển biến xấu. Những người có triệu chứng nghiêm trọng sẽ được chuyển đến các bệnh viện lớn hơn hoặc các bệnh viện dành riêng cho điều trị Covid-19 trên toàn quốc để được điều trị, chăm sóc tích cực tại các phòng cách ly áp suất âm. Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Kang-lip cho biết tại cuộc họp báo hôm nay rằng chính phủ nước này đã mở một trung tâm cách ly ở tâm dịch Daegu để tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Theo ông Kim, trung tâm này có thể tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân. Hai trung tâm như vậy sẽ được mở thêm trong tuần này. Dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc từ cuối tháng 1 khi nước này xác định ca nhiễm đầu tiên là một người phụ nữ đến từ Vũ Hán. Dịch chỉ bùng phát mạnh khoảng 2 tuần trở lại đây. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đề xuất ngân sách bổ sung 20.000 tỷ won, hơn 16,7 tỷ đô la. Hôm 1 tháng 3, các đảng chính trị đối lập ở Hàn Quốc đã đạt được đồng thuận để trình Quốc hội thông qua dự luật ngân sách bổ sung cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4 tới. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!